triển khai chủ đề năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Thời gian qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên và nâng cao chất lượng tuyên truyền ở Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp, tạo nên được phong trào thi đua học tập sôi nổi, thu hút được đông đảo cán bộ đảng viên tham gia. Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2021 được xây dựng kế hoạch và triển khai đến từng cán bộ, kiểm sát viên, người lao động của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp, với 3 phần thi, gồm thi đề cương tuyên truyền, thi thuyết trình và thi văn nghệ. Mỗi đơn vị sẽ có cách thức nghiên cứu xây dựng nội dung phù hợp gắn với công tác chuyên môn của đơn vị mình. Đặc biệt với phần thi thuyết trình, đòi hỏi cán bộ thể hiện phải nghiên cứu, tìm hiểu có chiều sâu chủ đề năm 2021 về học và làm theo Bác. Nhiều cá nhân đã tỏ rõ bản lĩnh và có phong thái tự tin khi thể hiện phần thi thuyết trình của mình. Qua cái hội thi này thì tôi nhận thức được việc phát huy ý chí tự lực tự cường đó là nhiệm vụ và là trách nhiệm của mỗi cá nhân và đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước và nó là một nguồn sức mạnh để tất cả chúng ta đoàn kết lại chiến thắng mọi khó khăn thử thách mà đặc biệt là đại dịch COVID-19 hiện nay. Quá trình chuẩn bị và dự thi của các đội đến từ Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã được ban giám khảo nhìn nhận và đánh giá qua từng phần thi. Kết quả chung cuộc, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thanh Khê đã xuất sắc đạt giải nhất. Hội thi còn là dịp để các báo cáo viên có cơ hội được học tập, nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng tại đơn vị cơ sở. Thay vì cái hình thức xưa nay chúng ta hay tổ chức là qua hội nghị để truyền đạt, thì chúng tôi muốn dùng cái hình thức linh hoạt hơn, tức là sử dụng những các đảng viên trẻ để thuyết trình những cái bài chuyên đề của 2021. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tư tưởng của người đã và đang là động lực lớn lao để mỗi cán bộ đảng viên Viện Kiểm sát hai cấp ý thức được vai trò trách nhiệm trong thực hiện quyền công tố nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.